Một buổi sáng sớm tinh sương, họa mi lạnh lót du dương khắp căn phòng nhỏ bé. Ôi, tiếng chim ấm áp làm sao. Khi ánh mặt trời. Cả nhà ra ăn sáng nè. Hôm nay mẹ nấu nhiều món ngon lắm. Đây là người mẹ, một bà nội trợ may mắn và đảm đang. Alo sếp. Anh tới sớm hơn được không? Vâng, em sắp xếp tới liền. Thôi, anh phải đi làm rồi, hai đứa con ăn nhanh lên. Đi học. Mới có một chút mà đã ra bên ngoài hết rồi. Đi học cẩn thận nha mấy đứa. Mẹ con đi. Bye bye em yêu. Anh đi làm vui vẻ nha. Cuối cùng thì căn nhà này cũng chỉ còn lại mình tôi. Bao nhiêu năm nay, dường như tôi cũng đã quá quen với sự cô đơn này. Dọn rồi lại dọn, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là công việc nhà cửa, bếp núc, con cái. Chỉ mong sao gia đình này mãi vui vẻ, ấm áp là mãn nguyện rồi. Cực một chút thì có làm sao chứ. Cả nhà về rồi đó hả? Thật không thể nào hiểu nổi, mình đã quá mệt mỏi. Tự nhiên nên mệt mỏi, chạy ra hôn tôi một cái. Thích ghê vậy đó. Trời ơi, cái quần què gì vậy? Bà con, ai đang gặp các vấn đề về dương? Hóa ra, chỉ là mơ thôi sao? Thank you.
chưa? Anh biết em đã rất mệt mỏi. Anh hiểu cảm giác hiện tại của em. Đây là mơ sao? Điều này không thể xảy ra được. Mơ đó em, nhưng em biết điều gì chưa? Đây là VR, một chú robot thông minh có khả năng hút bụi và quét sạch vi khuẩn đến 99%. Quét sạch bụi bẩn, không mang dấu vết. Thiết kế nhỏ gọn, di chuyển linh hoạt. Tự động sạc pin khi cạn năng lượng. Sao hôm nay thảnh thơi quá ta? Vì đã có VR. Mẹ chẳng phải lo xa. Cả năm cửa thả ra. Vì nhà sạch lắm nha.